Để chủ động theo dõi quá trình tham gia thụ hưởng bảo hiểm y tế, người dân có thể tra cứu thông tin tham gia bảo hiểm y tế dễ dàng qua nhiều cách. Qua ứng dụng VSID bảo hiểm xã hội số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người dân cần cài đặt ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động thông minh và thực hiện đăng ký tài khoản để sử dụng ứng dụng. Người dân truy cập địa chỉ website http://bảohiemxahoi.gov.vn tra cứu như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình để thực hiện tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế. Người dân liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo số 1900 9068 để được cung cấp thông tin. Khi đóng tiền tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, trên biên lai có ghi rõ thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người tham gia. Căn cứ thông tin này, người tham gia có thể chủ động theo dõi thời gian sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để kịp thời gia hạn thẻ khi thẻ sắp hết hạn, nhằm kịp thời đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của bản thân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành kế hoạch số 3870 về công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2023. Theo đó, cắt giảm đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận. 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội đạt tối thiểu 85%. Trong năm 2022, thị trường lao động vừa mới phục hồi sau cơn khát lao động hậu Covid-19 thì lại đã đối mặt với thách thức mới từ việc thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu. Đã có hàng nghìn người lao động bị mất việc làm do tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn phải thu hẹp sản xuất đã tác động rất lớn đến đời sống của người lao động. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng lao động trong những tháng cuối năm 2022 ghi nhận giảm trung bình 25%. Chỉ riêng tháng 12 năm 2022 đã giảm mạnh đến 42% so với thời điểm trước dịch. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tái diễn tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần do đời sống người lao động không được đảm bảo. Những cái người mà rút bảo hiểm xã hội theo như chúng tôi quan sát là người ta quá khó khăn về kinh tế. Người ta cần 5 triệu, 10 triệu hay là 2-30 triệu để giải quyết cái quyền lợi ngay trước mắt. Đó có thể là tiền khám chữa bệnh, đó có thể là tiền trả lãi rất cao hay là có thể là tiền phải lo cho con cái, cho sửa chữa nhà. Như vậy là mấu chốt ở đây đó là cái tiền thu nhập hiện nay quá thấp, không có tích lũy ngoài bảo hiểm xã hội. Thế nên khi mà cần việc hoặc là khi gặp cái sốc đột xuất thì không có tiền. Hiện tiền lương và thu nhập của người lao động rất thấp, hầu hết chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống. Cho nên khi gặp rủi ro mất việc làm thì gần như không có tích lũy. Người lao động cũng gặp nhiều trở ngại khi đi vay ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính xã hội do thủ tục được vay phức tạp. Vì vậy, chỉ có thể rút bảo hiểm xã hội một lần để giải quyết khó khăn trước mắt. Có hai giải pháp quan trọng đây, tôi nhắc lại, đó là vấn đề về đảm bảo thu nhập, có tích lũy ngoài bảo hiểm xã hội. Cái thứ hai là có các cái cách, có các cái có các cái công ty tài chính hoặc là dịch vụ ngân hàng làm sao cho người lao động vay với thủ tục và lãi suất phù hợp. Các chuyên gia nhận định, việc nhận bảo hiểm xã hội một lần có thể giải quyết được một số khó khăn trước mắt, nhưng đồng nghĩa với việc người lao động đang đánh mất cơ hội hưởng an sinh xã hội khi đến tuổi già. Có nhiều người đã nhận bảo hiểm xã hội một lần, sau này lại mong muốn được nộp lại khoản tiền đã nhận, tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội cho số năm còn thiếu để hưởng lương hưu. Tuy nhiên, vấn đề này không thể giải quyết được vì pháp luật hiện hành không quy định.